Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thì Thủy mời quý vị cùng sấy khô trái hồng với Thủy nha. Trái hồng thì bây giờ là đã cuối mùa rồi nhưng mà vẫn còn những trái rất là ngon, rất là đẹp như thế này. Cho nên Thủy sấy để mà ăn vặt hoặc giả là để ăn Tết. Tết thì Thủy không có kẹo mứt, chỉ có những cái trái cây sấy khô mà thôi, như là chuối, táo, hồng và những cái trái nào, những cái trái cây khác như là nho. Thủy đều sấy khô cả và khi sấy thì Thủy dùng quạt. Bây giờ thì Thủy bắt đầu lấy mấy cái cuốn ra. Cái cuốn thì Thủy dùng một cái dao nhọn để cắt như thế này. Xong rồi thì bỏ vô nước rửa. Khi sấy quý vị nhớ đừng có bỏ vỏ nha quý vị. Tại vì vỏ của hồng rất là tốt cho sức khỏe của quý vị. Vỏ của hồng trong đó có cái chất gọi là lutein. Chất đó nó làm cho chậm đi cái mà biến hóa của carbohydrate hay là tinh bột. Cho nên rất tốt cho người bị tiểu đường là tại vì không có bị gia tăng đường trong khi ăn trái hồng này. Hơn nữa thì trong trái hồng nó còn có cái chất gọi là soluble dietary fiber. Cái fiber đó cộng với cái vỏ của trái hồng giúp cho cái lượng máu, cái lượng mỡ trong máu thấp, cái áp suất máu cũng xuống và tiểu đường cũng ngăn chặn được cái lượng đường tăng lên trong máu của quý vị. Trái hồng này phơi khô với quạt thì khoảng 2 ngày. Thủy thì không có xài máy là tại vì thứ nhất máy nó sẽ làm cho cái nhiệt độ cao. Tại vì máy sẽ dùng nhiệt độ cao để mà sấy. Nhiệt độ cao của máy sấy sẽ thay đổi những cái sinh tố ở trong cái quả mà mình sấy. Còn sấy với lại quạt thì với là cái nhiệt độ bình thường mà thôi, vào khoảng 22 hoặc là 23 độ C. Và cái quạt dùng không khí luân chuyển để mà làm khô những cái món mà mình sấy. Sấy hơi lâu hơn bằng máy một chút. Bằng máy quý vị có thể sấy khoảng 10-12 tiếng, nhưng mà với quạt và không khí thì là khoảng 2 ngày. Nếu quý vị sắt dày thì sẽ khoảng 3 ngày. Chúng ta cứ để ở một cái góc nào đó rồi để quạt. Quên đi là đã khô rồi. Bây giờ thì Thủy đã ngâm
Sau khi mà lấy cuốn thì Thủy ngâm trong cái nước, nước có bỏ chút xíu muối, rửa sạch. Và sau đó thì Thủy sẽ xắt lát ra rồi lại để lên trên cái khay để mà sấy, rồi mở quạt sấy. Khi mà cái trái hồng đã rửa xong rồi thì mình lau khô bằng khăn nha quý vị, mình lau cho khô đi, mình lau cho khô trước khi mình sắc ra. Và Thủy sẽ tiếp tục sấy cho tới khi nào mà họ không còn bán trái hồng nữa, có nghĩa là cho đến lúc hết mùa. Và như vậy thì quanh năm chúng ta sẽ có những cái trái cây để mà thay đổi. Và thay vì ăn kẹo, mứt với nhiều chất đường thì chúng ta ăn những cái trái cây sấy khô với những lượng đường thiên nhiên. Hồng này cũng như là chuối, những người bị tiểu đường ăn rất là an toàn. Bây giờ thì Thủy sẽ xắt ra thành lá. Xắt lát như vậy như thế này thì là sấy rất là mau khô và ăn rất là dẻo. Cái vỏ thì rất là giòn, cho nên cái vỏ rất là quan trọng quý vị. Đừng bao giờ bỏ cái vỏ trái hồng nha quý vị nha. Khi mà quý vị sấy khô đi thì cái miếng hồng này Thủy không có xắt nó ra để như vậy cho nó đẹp. Khi khô thì cái lượng nước nó bị vơi đi thì cái miếng hồng này nó sẽ thu nhỏ lại và rất là giòn dai, ăn rất là ngon. Cho nên quý vị không cần phải cắt nhỏ ra. Nhưng mà nếu quý vị muốn nhỏ hơn thì quý vị có thể cắt ra làm hai. Tại vì Thủy ở trong nhà quê cho nên Thủy sẽ tận dụng tất cả những cái năng lượng của thiên nhiên. Cũng như nhà Thủy thì sưởi bằng củi, tại vì Thủy ở trong miếng đất rừng có rất là nhiều củi cho nên cứ cắt củi. Mùa hè thì mùa xuân, mùa hè cắt củi, rồi mùa đông thì đốt lò sưởi. Và trong khi đốt lò sưởi thì Thủy cũng nấu với cái lò củi đó, cho nên rất là tiện lợi. Loại hồng này khi mà quý vị sấy khô rồi thì nó rất là ngọt. Thủy sẽ sắp lên trên một cái vỉ để mà sấy khô. Đây là cái vỉ mà Thủy dùng để sấy trái cây. Nó là chỉ là một cái thùng đựng rau cải, ở những cái tiệm bán rau cải họ cho mình đựng rau cải mang về thì mình đem về mình rửa sạch. Mình lật úp trở lại, mình lấy cái đáy làm cái bề mặt phẳng để mà mình sấy trái cây. Bây giờ là Thủy bắt đầu Thủy sắt hồng lên trên. Bắt đầu sắp hồng lên trên mặt. Và khi sắp xong rồi thì quý vị có thể để liên tiếp 3-4 vỉ. Nếu mà quý vị có nhiều trái hồng, có nhiều trái cây.
Rồi khi mà sắp đầy thì quý vị cứ mở quạt lên thôi. Khi mà cái quạt để như thế này, 1/3 của cái quạt nằm ở phía dưới của cái thùng thì không khí vẫn luân chuyển ở phía dưới thùng bị lên trên và cứ tiếp tục như thế để mà sấy khô những cái miếng hồng mà mình sắp ra, mình sắp lên như vậy. Trái cây sấy khô bằng quạt, bằng không khí ăn rất là tốt cho sức khỏe. Thủy đã sắp đầy được một vỉ hồng rồi và Thủy còn nguyên một cái vỏ hồng, thì Thủy sẽ tiếp tục làm và Thủy sẽ đặt những cái thùng này kế nhau và mở quạt. Chỉ vậy thôi, và cái thành quả rất là ngon. Và đây là những cái miếng hồng mà Thủy đã sấy khô rồi. Đợt vừa rồi là Thủy đã sấy khô và quý vị có thể thấy là cái miếng hồng rất là dẻo và ăn rất là ngon. Cho nên quý vị phải giữ lấy cái vỏ của cái trái hồng nha. Là lutein nó giúp cho mắt nè, cho mỡ máu nè, cho áp suất máu và cho tiểu đường. Thủy hy vọng là quý vị thích những cái video của Thủy. Nếu quý vị thích, xin quý vị ủng hộ cho Thủy có thêm năng lượng để mà làm những cái video tiếp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào quý vị. Bye bye.